Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Hôm nay mình có một món quà vô cùng đặc biệt muốn dành tặng riêng cho các bạn, những người bạn đã luôn đồng hành cùng Minh Phụng Music. Món quà mà hôm nay mình muốn mang đến đó là chuỗi danh sách 14 điệu nhạc mới toanh được cập nhật ở trên chiếc đàn Kirkman K350 mà Minh Phụng muốn dành tặng cho các bạn. Từ những bản nhạc TikTok sôi động, trendy đến những bản bolero hoài cổ sâu lắng đi vào lòng người, Minh Phụng Music luôn mong muốn đem đến cho bạn trải nghiệm hoàn hảo nhất từ những sản phẩm mà công ty cung cấp. Vì thế, Minh Phụng Music luôn luôn cập nhật những xu hướng âm nhạc mới nhất dành cho các bạn. Không để các bạn chờ lâu nữa. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Được mang đến hôm nay những điều nhạc hot mới nhất. Các bạn có nhận ra là ca khúc gì không? Đúng vậy, đó chính là ca khúc Là Anh. Bài đầu tiên trong series 14 điệu được cập nhật. Hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Với 6 tỷ. Cái gì giáp anh ạ? À nhầm, 6.950.000. Bạn đã sở hữu cây đàn organ Kirkman K350 với đầy đủ các tính năng phục vụ từ học tập tới chuyên nghiệp và luôn được cập nhật những giai điệu mới nhất trên thị trường. Hãy đến ngay các showroom của Minh Phụng Music, 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình để tậu ngay một em về thôi nào. Chắc chắn sẽ vượt hơn cả sự mong đợi của bạn. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Nếu có thắc mắc, các bạn hãy để lại comment hoặc liên hệ hotline Minh Phụng Music 0919 768606. Hãy like, share, subscribe để tụi mình có nhiều động lực để tạo ra những video hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.